Pha phát bài rất tốt. Rất nguy hiểm. Hữu Thắng. Bình Phương. Pha cắt bóng rất tỉnh táo. Tình huống khá nguy hiểm. Bóng đi đúng vào vị trí của thủ môn. Xoay trở rất khéo. Sút xa. Không được. Huy Hoàng. Trận đấu vẫn tiếp tục. Dứt điểm. Pha băng ra kịp thời. Tình huống khá nguy hiểm. Bỏ khách. Sao bắt đầy em. Tình huống khá nguy hiểm. Bóng đã ra ngoài sân. Hiệp thi đấu đầu tiên đang ở phút thứ 30. Pha cắt bóng rất kinh nghiệm. Tem. Vẫn là những pha dạt ra biên. Vấn đài. Pha chuyền bóng hơi ẩu. Tình huống khá nguy hiểm. Không được. Huy Hoàng. Tâm biển. Công Vinh. Rất nguy hiểm. Quả đá vào góc. Quả đá vào góc. Rất nguy hiểm. Thủ
phút thứ 40 của trận đấu, tỷ số vẫn đang là không đều. Điều chuyền không chuẩn xác. Rất nguy hiểm, rất khéo tay em chuyển vào. Trọng tài đã nổi còi kết thúc hiệp một trận đấu. Hết hiệp một tỷ số là không đều. Điều chuyền không chuẩn xác. Văn Điển. Không được. Không được. Rất nguy hiểm. Chuyền vào. Thành công. Bình thường. Vẫn còn. Quả đá phạt góc. Và chuyển vào khám nghiệm. Không được. Thank you.
Goalie! Pha băng ra kịp thời. Quả đá phạt góc. Và chuyền bóng rất nguy hiểm. Sẽ có thêm một quả phạt góc nữa. Đường chuyền vào rất nguy hiểm. Không thành công. Và chạy bóng rất tốt. Rất khéo léo. Thời gian của trận đấu không còn nhiều. Vẫn chưa có bàn thắng. Pha cắt bóng rất tỉnh táo. Pha chạy bóng rất nguy hiểm. Vào! Bàn thắng ở những phút cuối cùng. Rất nguy hiểm. Tình huống khá nguy hiểm. Dứt điểm. Wow. Và dứt điểm rất đẹp. Bàn thắng ở những phút cuối cùng. Và ghi bàn rất đẹp. Đúng lúc này trọng tài đã mở còi kết thúc trận đấu. Chương trình của chúng tôi đến đây hết. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
We'll be right back.